Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với quản lý dự án cùng Tony Chúc các bạn một ngày làm việc tốt lành Hôm nay chúng ta sẽ bước vào bài số 25 Là bài về uh, tiến trình quản lý rủi ro dự án Và chúng ta sẽ tìm hiểu về phần 1 là nhận diện Xác định và nhận diện được rủi ro Các cái rủi ro tiềm mặt trong dự án Ok, thì như các bạn cũng đã biết đấy, Thì là dự án nó là một nỗ lực có thời hạn Và do cái tính chất bất định của nó và nó là những cái sáng kiến mới nên thành ra là nó tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cả về mặt vi mô lẫn vĩ vĩ mô cả về mặt kỹ thuật chuyên môn lẫn vấn đề quản lý về nhân sự rồi thì là về stakeholder rất nhiều rất nhiều các rủi ro. Tất nhiên là các cái BAU tức là business as usual hay còn gọi là các functional department hoặc là operational department họ hoạt động và nó cũng có những cái rủi ro nhất định. À, bất kỳ cái hoạt động doing business nào thì cũng có rủi ro. Tuy nhiên rủi ro của dự án thì tôi khẳng định là nó chắc chắn là nó sẽ nhiều hơn, đa dạng hơn, phức tạp hơn và nó cũng cũng, cũng uncertain hơn so với lại những cái À, rủi ro của các BAU tại vì BAU hoặc là các cái uh, operational department ấy thì người ta làm việc là, gọi là day to day task và những cái rủi ro của họ nó 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 thường là nó foreseen được, nó rất là formal. À, thì uh, đối với lại uh, quản lý rủi ro của dự án thì trong quyển PMBOK người ta có uh, hướng dẫn một vài những cái bước cơ bản như là plan, này, identify, analyze resource and monitor À, thì tức là chúng ta phải đầu tiên là xác định được rủi ro này, à, tức là lập kế hoạch quản lý rủi ro này, xong sau đó là chúng ta nhận diện được các rủi ro có à, tiềm tiềm ẩn trong dự án, cuối cùng là chúng ta phân tích xong cái rủi ro đó khả năng xảy ra như thế nào, mức độ impact là làm sao, rồi chúng ta có những cái strategy để chúng ta mitigate hoặc resolve cái rủi ro đó. À và cuối cùng là chúng ta theo dõi và kiểm soát cái rủi ro xem là chúng ta thực hiện đến đâu. À, thì nhân tiện về nói về chủ đề rủi ro này thì mình cũng xin làm rõ lại với các bạn về cái risk and issue tại vì đôi khi chúng ta tương đối nhầm lẫn về cái risk and issue. thì uh, issue nó là một cái mà đã hiển hiện rồi hay nói khác là chắc chắn nó phải là một cái vấn đề mà dự án đang đang gặp phải rồi hay nói khác là nó là một cái sự cố trong quá khứ rồi. Thế còn rủi ro nó là một cái mà 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 nó mới chỉ tiềm ẩn xảy ra thôi chứ còn nó, nó chưa thực tế xảy ra các bạn ạ. chính vậy nên là chúng ta cái, cái cái treatment tức là cái cái xử lý của chúng ta đối với rủi ro và à, các issue tức là các vấn đề nó phải là khác nhau. À, tôi lấy thí dụ như là nếu mà các bạn trước khi mà um, xách xe ô, ô tô ra khỏi nhà để đi về quê mà các bạn nhìn thấy một cái ví dụ như là thấy cái bánh nó hơi non hơi chẳng hạn thì đó là một cái rủi ro tại vì bánh nó non hơi nó không đạt tiêu chuẩn chất lượng thì có thể sẽ xảy ra những cái yếu tố ví dụ như là nó giảm cái mức độ chất lượng kiểm soát hành trình của chúng ta này rồi ảnh hưởng đến cái tiêu chuẩn an toàn của xe hơi thế như trong trường hợp mà nếu mà chúng ta lại nhìn thấy một cái đinh nó cắm vào cái bánh xe và và rõ ràng nếu mà chúng ta đi thì bánh xe nó sẽ xẹp xuống rất nhanh và chúng ta không thể di chuyển được thì thì cái việc mà chúng ta nhìn thấy cái 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 đinh nó cắm vào như vậy đó và nó làm cho bánh xe xe, xe xẹp gần hết rồi chúng ta không thể đi được nữa thì rõ ràng đấy là nó đã là, đã là trở thành một issue rồi nó là một vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết ngay và nó đã nhìn thấy ngay rồi. Đó, thì cái tác động của các issue và rủi ro và cái treatment của nó là khác nhau thì đến trong các bài tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái issue Enrich uh, Management trong uh, có thể là trong series về Project Management Coffee. Đây, các bạn uh, có thể nh nhận thấy là một vài những cái trend and emerging practice trong cái vấn đề mà chúng ta kiểm soát rủi ro của dự án. Ví dụ như là trước kia thì chúng ta thường uh, liệt kê ra những cái gọi là event risk hay còn gọi là những cái rủi ro mà đến từ các cái event uh, chúng ta có thể phô được ví dụ như là rủi ro về nhân sự ai đó sẽ rời bỏ vị trí rồi project manager người ta có thể là rời bỏ công ty chẳng hạn hoặc là những cái rủi ro về mặt functional technical hoặc là những cái dependency đối với lại các do dự án của mình phụ thuộc vào các dự án khác chẳng hạn hoặc rủi ro về phía nhà thầu chẳng hạn vân vân thì đó là những cái event thế còn bây giờ người ta À, cũng focus vào những cái à, những cái gọi là những cái rủi ro mà nó không đến từ một cái physical event Đã, nó 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 là những cái rủi ro mang tính chất tương đối là mơ hồ và à, nó có sự thay đổi sự bất định rất là à, nó thế nào nhỉ rất là à, khó nắm bắt. Thí dụ như là có những cái rủi ro như như là chúng ta không thể biết được là xem là cái uh, có bao nhiêu cái issue có thể xảy ra trong quá trình uh, uh, test in UAT và từ đó thì chúng ta uh, đôi khi là chúng ta underestimate cái mức độ gọi là defect found trong cái quá trình test chẳng hạn thì rõ ràng là rõ ràng là chúng ta có cái rủi ro về về mặt chất lượng của sản phẩm đã, chất lượng của sản phẩm và cái tiến độ dự án nó sẽ bị kéo dài ra chất lượng sản phẩm thấp hơn và cái tiến độ dự án kéo dài ra do là cái đột nhiên thì chúng ta thấy rằng là cái chất lượng của cái 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 cái, cái giải pháp đó nó nó không được tốt nó quá nhiều lỗi xảy ra hoặc là những cái rủi ro ví dụ như về mặt tích hợp hạ tầng chẳng hạn thì, thì có những cái rủi ro về mặt tích hợp đó đôi khi chúng ta phụ thuộc vào các cái hệ thống khác và và những cái hệ thống khác đặc biệt là những hệ thống đó lại còn là đang là cái hệ thống mà đang cũng đang triển khai hand in hand với dự án này chẳng hạn thì rõ ràng là những cái rủi ro nó nó rất mơ hồ và đôi khi chúng ta không thể nắm bắt được. Nó không nó không phải là một cái physical event mà chúng ta có thể nắm bắt được từ trước đó nên nó sẽ là non event risk. Cái thứ hai là project uh, resilience uh, đó, thì cái uh, Project resilient Resil Resil này này thì là nó là một cái dạng rủi ro mà uh, uh, có thể hiểu là nó đến từ những cái event hoặc là những cái vấn đề mà chúng ta ngoài tầm kiểm soát hoặc là ngoài tầm hiểu biết của chúng ta hay nói khác là chúng ta không biết rằng chúng, những gì chúng ta không biết. What we don't know, what we don't know, uh, we don't know, what we don't know hoặc là uh, người ta thường gọi là ăn. Uh, unknown, unknownable uh, unknown uh, thì cái này nó mang hơn mang tính chất uh, gọi là mơ hồ một chút thì ở đây chúng ta có thể hiểu rằng các cái rủi ro này á uh, nó là những cái rủi ro mà đang nó thường là nó đến từ cái uh, những cái hạn chế về mặt nhận thức hoặc là về mặt kiến thức của chúng ta đối với lại cái chuyên môn của dự án. Thì ví dụ như là uh, uh, dự án nó có thể uh, những cái dự án lớn ví dụ như LS tức là loan origination system ấy nó có tương tác với quá nhiều hệ thống và chúng ta không thể nào biết hết được tất cả các hệ thống của khách hàng được hoặc là nó có quá nhiều cái touch point và nó sử dụng rất nhiều công nghệ mới ví dụ như AI ví dụ như là uh, uh, big data chẳng hạn vân vân à, những cái công nghệ mới đó thì thậm chí những cái chuyên gia ở trong cái dự án đó họ cũng không thể nào bao quát hết được và vì vậy nên là nó sẽ pull ra những cái risk mà đôi khi chúng ta uh, gần như là không 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 thể foresee được và nó tạo ra những cái rất là big surprise ở trong dự án. Chính vì vậy nên là những cái rủi ro này thì để mitigate được nó thì không còn cách nào khác là nếu mà nó đụng chạm đến những cái khu vực hoặc là những cái mảng kiến thức mà chúng ta ở trong dự án nó không có người thông thạo về cái đó hoặc là đặc biệt là những cái business analyst hoặc solution architect người ta không ở que được hoặc người ta không tự tin được mà để validate các cái scope đó thì rõ ràng là chúng ta phải có những cái reserve ví dụ như là reserve về mặt nhân sự này reserve về mặt thời gian để hoặc là chi phí để mà chúng ta uh, uh, có thể gọi là có được cái không gian co giãn để mà xử lý được những cái issue đó cái cùng là cái integration uh, integrated risk management thì cái này uh, À, nó ám chỉ rằng là chúng ta cần phải xử lý rủi ro nó mang tính chất toàn diện và đặt trong bối cảnh chung giữa dự án và <laughs> tổ chức. Tại vì là nó có những cái rủi ro mà đôi khi dự án không control được và chúng ta sẽ chỉ control hoặc chỉ phát hiện ra nếu mà chúng ta integrate nó với lại cái bối cảnh chung của <laughs> Cả cái tổ chức, tới, ví dụ như là trong cái program hoặc là cái portfolio của tổ chức đó Ví dụ như là cái dự án của chúng ta đang thuộc phân hệ tăng trưởng Hoặc là phân hệ về tiết giảm chi phí Hoặc là phân hệ về uh, xây dựng uh, hạ tầng chẳng hạn Đúng không? Leading Foundation tức là xây dựng nền tảng của tổ chức đó. Thì uh, rõ ràng là chúng ta chịu cái inter impact đối với các cái dự án khác trong cái portfolio đó Ví dụ như impact về mặt cost này Impact về uh, mặt uh, interface này rồi impact chung về mặt business strategy à, chính vì vậy nên là um, nó có những cái rủi ro mà đôi khi là nếu mà chúng ta cứ chăm chăm nhìn vào một cái dự án cụ thể thì không phát hiện được nó nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào cái portfolio chung của dự án cũng như là cái business performance của tổ chức thì sẽ thấy rằng là cái uh, nó có những cái rủi ro mà cái này mình gặp rất là nhiều ví dụ như là khi mà chúng ta đang làm với các vấn đề về chuyên môn và kỹ thuật của dự án thì không vấn đề gì cả nhưng mà cái business performance hoặc là cái môi trường nó thay đổi Uh, môi trường kinh doanh thay đổi hoặc là uh, tổ chức người ta đang tái cơ cấu lại và người ta muốn sinh những cái mảng mà mà dự án của chúng ta đang hướng đến ví dụ như là quản lý tài sản đảm bảo người ta lại muốn cắt ra để mà sinh cho đơn vị thứ ba thì rõ ràng là cái hệ thống về uh, mà chúng ta đang muốn xây dựng hoặc đang bidding ở trong giai đoạn đó là xây dựng tài sản đảm bảo thì có thể là sẽ bị dừng đầu tư tại vì rõ ràng là nó không còn nằm trong cái core operation của cái tổ chức đó nữa thì đây chính là những cái rủi ro mà nó mang tính chất strategy, mang tính chất rất là high level Nhưng mà nếu chúng ta không để ý thì chúng ta sẽ à, không để ý hoặc không có một cái gọi là cái view về mặt quản lý tích hợp rủi ro Thì rõ ràng là chúng ta sẽ không thể phát hiện được Thì không còn cách nào khác là chúng ta phải có cái các cái PSC meeting hoặc là những cái catch up với lại những cái người portfolio manager Hoặc là cái phòng IPMO, á, cái phòng PMO chung của À, ngân hàng hoặc tổ chức đó để mà à, chúng ta có thể nhận diện được các rủi ro này và xử lý nó một cách à, gọi là timely tức là đúng thời điểm rõ ràng là không phải là những cái rủi ro nào chúng ta cũng đều nhìn dưới góc độ là nó là một cái gọi là uh, negative hoặc là là một cái điều xấu cho cho chúng ta tại vì đôi khi chúng ta biết là chúng ta dừng đại lúc nào dừng càng sớm càng tốt để tránh những cái thất bại lớn hơn về sau hoặc là những cái thiệt hại cho tổ chức thì đó cũng là một cái mà mà đáng được ghi nhận chứ chúng ta cũng không ngại gì trong cái việc là chúng ta đối đầu với lại những cái uh, À, nói là những cái thách thức hoặc là những cái thay đổi à, Trong cái môi trường kinh doanh đầy biến động được. Tại vì à, Đó chính là cái cách mà chúng ta à, Vượt được qua các, các khủng hoảng Và, và chuyển mình à, 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 Gọi là chuyển mình Phản ứng nhanh với lại các cái thay đổi à, Của môi trường Nội tại và hoặc là bên ngoài Ok thì bây giờ à, Chúng ta sẽ tìm hiểu Bài hôm nay sẽ chỉ tìm hiểu về hai cái sub process Là plan and Uh, identify rich mà thôi. Còn uh, các bài sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái nốt các process còn lại. <laughs> thì đây thì uh, cái risk management, uh, plan risk management là cái quá trình mà chúng ta uh, identify sau là chúng ta sẽ handle cái uh, các cái possible risk trong dự án như thế nào handle đây tức là chúng ta sẽ nhận diện này liệt kê nó ra rồi sau đó là uh, xem cho là mức độ ảnh hưởng nó như thế nào rồi mức độ xảy ra à, có mức độ likelihood tức là khả năng xảy ra nó như thế nào rồi uh, chúng ta nhận diện những cái uh, mitigation strategy và documented nó rồi uh, đưa qua các cái stakeholder hoặc project team để người ta review thì đây là tất nhiên là đã là rủi ro thì chúng ta không thể nào biết hết được tất cả các rủi ro ngay từ uh, thời điểm ban đầu cái dự án được mà là nó sẽ chỉ biết được trong cái quá trình mà khi mà chúng ta thực hiện các dự án về sau. Tuy nhiên là ngay từ lúc đầu ấy thì uh, bất kỳ rủi ro nào mà chúng ta có thể nhận diện được thì tốt nhất nữa hết là chúng ta hãy thật nó ra và 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 thảo luận với team xem là chúng ta nếu mà điều đó xảy ra thì chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào cái đây thì các bạn có thể thấy là đây người ta có thể định nghĩa là input này technique và output input của nó sẽ là cái project charter này project management plan này rồi uh, project doc uh, project document bao gồm có stakeholder register ifnopi thì tất nhiên là ở đây chúng ta sẽ phải căn cứ nhiều vào cái project management plan đặc biệt là cái scope và uh, stakeholder management uh, tại vì là cái scope và cái stakeholder management nó sẽ đi ra xem là À, chúng ta có những cái dự án về rủi ro thì gì, gì không thông thường thì rủi ro chúng ta có thể ăn theo, gọi là phân tích theo các knowledge area ví dụ như là về cost này human resource này rồi functional này technical này tham uh, timeline này vân vân Uh, nhưng mà tất nhiên cái rủi ro nhiều nhất của nó vẫn là rủi ro về scope và human resource các bạn nếu mà chúng ta không có đầy đủ người đủ người và đủ chất lượng để thực hiện thì rõ ràng, rõ ràng là chúng ta sẽ 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 bị cháy dự án ngay còn trong hợp mà cái scope của chúng ta không đảm bảo cái quá trình tìm hiểu không được kỹ thì rõ ràng là chúng ta sẽ sẽ không tự tin trong cái vấn đề là deliver được cái uh, scope mà theo như cái kế cái hoạch ban đầu cái technique thì vẫn uh, sử dụng các technique như expert assessment, stakeholder analysis, và meeting thì rõ ràng ở đây chúng ta cần phải sử dụng nhiều cái data analysis và meeting với lại team. Và cái output của nó là risk management plan bản chất nó cũng là một cái sub component trong cái project management plan mà thôi. À thì à, khi mà làm dự án thì chúng ta cũng tuyệt đối là à, nó có à, plan ở đó của mình nó có nhiều nhưng mà tuyệt đối là chúng ta không nên... À, gọi là create ra quá nhiều những cái individual hoặc là separate document mà chúng ta sẽ chỉ có từng chặng đường, chúng ta sẽ chỉ có từng cái consolidated document thôi ví dụ như project charter này, project management plan trong cái giai đoạn sau khi kích hợp dự án này và sau đó thì chúng ta sẽ điều chỉnh nó bằng các CA việc mà sinh ra, uh, gọi là ít, uh, ít hoặc là hạn chế sinh ra các cái document là để chúng ta giảm cái thời gian approve, review and approve và tăng cái cái mức độ gọi là stable stability tức là mức độ ổn định của dự án trong các cái visibility trong các cái strategy và các cái baseline mà để cho team người ta dễ gọi là dễ thảo độ dễ thảo luận và dễ dễ theo review chứ nếu không là người ta sẽ rất là confusion là cái này thực được mention ở trong tài liệu nào và cũng nó cũng gây khó khăn trong quá trình audit dự án OK thì uh, trong quá trình mà plan ấy, thì rõ ràng là chúng ta có cái technique về nhận diện ra là cái mức độ xảy ra likelihood hay còn gọi là probability và cái impact của nó là như thế nào thì chúng ta cũng có thể dùng cái cái đồ thị gọi là bốn góc đấy để mà XOE để mà chúng ta có thể biểu diễn được xem là cái impact và cái uh, probability của nó như thế nào Đây là một cái ví dụ ví dụ như là Uh, uh, có như xếp hạng những cứ rủi ro chẳng hạn ví dụ như ở dưới là low impact nhất và low probability còn ở trên này này ở dưới này này là lâu nhất còn ở trên này là hai nhất very high ví dụ như ở đây là cái probability xảy ra của nó là 70% mức độ thời gian impact thời gian impact ở đây uh, uh, dự án có thể kéo dài thêm 6 tháng và cái cost mà nó có thể tăng thêm là trên 5 triệu đô la thì đây là một cái dạng rủi ro mà vô cùng là uh, significant tất nhiên là để ước tính được cái này thì chúng ta sẽ phải bàn với team và từng cái team functional cụ thể để người ta có, sẽ có những cái expertise để mà ước ước chừng được cái đó ví dụ như là nếu mà chúng ta có cái rủi ro là chúng ta sẽ phát sinh thêm, thêm report chẳng hạn thì là lượng report phát sinh thêm ra là bao nhiêu và bao nhiêu tiền để mà làm được các report đó thì 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 chúng ta có thể impact được cái cost và làm cái report đó thì mất thêm bao nhiêu thời gian hạn thì đấy là cái impact về report hoặc là impact về interface cũng như vậy nếu mà những interface nào mà chúng ta chưa quen hoặc là chúng ta có buffer về interface đó thì chúng ta cũng phải phân tích rằng là effort và cái time để mà realize nó là như thế nào thì từ đó thì cái baseline trong cái việc là um, À, chúng ta có thể hoàn toàn ước tính được xem là à, mức độ likelihood of probability và impact của nó như thế nào đối với dự án. À, thì đây nó là một cái rất là visibility để mà à, ông PM này, ông có thể gọi là get engagement awareness của các bên liên quan để mà thấy rằng là ok, dự án này thì tuy là chúng tôi uh, plan như thế này nhưng mà đây là những cái known uh, risks mà chúng tôi nhận thấy rằng là nó có khả năng xảy ra và 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 khi mà nó xảy ra thì cái impact nó sẽ như thế nào để mà chúng ta không có cái surprise về sau. Đây thì là đây nó là một cái bản đồ nhiệt của một cái cách mà chúng ta phân tích các cái rủi ro khi mà chúng ta cho cái thang điểm của nó. Thì cái này nó cũng là một cái mà tương đối là tốt tuy nhiên là nó hơi phức tạp nó phức tạp ở đây có nghĩa là những đối với những cái dự án lớn mà chúng ta cần cái sự chuẩn bị một cách kỹ lưỡng thì chúng ta mới làm này thôi. Còn những cái dự án thông thường thì chúng ta có thể là sẽ không cần làm như này. Thì ở đây rủi ro nó có thể định nghĩa là nó cũng có những cái rủi ro mà nó mang lại những cái positive impact nhé. Positive impact mặc dù cái này, mặc dù cái này là rất là ít. Mặc dù cái này, Uh, mặc dù cái này uh, nó nó rất là ít tại vì đã là rủi ro thì bao giờ nó cũng tạo ra các cái negative impact là chính chứ còn positive thì ít lắm. Uh, thì ở đây các bạn nhìn thấy các cái bản đồ nhiệt ví dụ như chỗ này là 0.72 là một cái mà có most negative impact và có probability xảy ra là cao nhất hay còn gọi là likelihood là cao nhất. Thế thì đời này có nghĩa là cái đây là một cái rủi ro mà rất có khả năng xảy ra và nếu nó xảy ra thì cái impact của nó là rất lớn, very high. À, thì trong cái bản đồ nhiệt này thì người ta sẽ, sẽ sẽ nhìn được bản đồ nhiệt heat map này thì người ta sẽ nhìn được xem là ok những cái rủi ro nào là những cái rủi ro mà 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 chúng ta cần phải pay attention để mà nó có một cái indication trong cái vấn đề Và là ưu tiên nguồn lực để xử lý và rào chắn cái rủi ro đó đối với cái người PM hoặc là các cái PSC hoặc là project uh, stakeholder. Ok bây giờ sau khi plan xong rồi bắt đầu chúng ta bước sang cái uh, process về nhận diện nhận diện rủi ro. À, thì nhận diện rủi ro là cái process mà chúng ta identify các individual project risks và các cái uh, nguồn cơn của cái uh, risk đó. À, xong sau đó là chúng ta sẽ document cái, cái cái risk đó lại. Thì cái benefit của cái việc này là chúng ta uh, sẽ document được các cái uh, existing individual project risks và cái nguyên nhân của các những cái risk đó từ đó thì chúng ta à, kết nối các cái thông tin à, mà sau đó thì là dự án hoặc là team dự án người ta có thể phản ứng được đối với cái risk đó thì đấy chính là cái cái việc mà chúng ta nhận diện được risk thông thường thì nhận diện thì chúng ta list ra các cái risk nó thuộc cái aspect nào thuộc cái knowledge area nào và 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 các cái treatment của nó là gì thì đây chúng ta có input input nó có nhiều lắm ví dụ như project management plan này project document này agreement này procurement document này EF and nhiều trong những nhóm này như thực tế ra thì chúng ta chỉ cần cái risk management plan và cái và cái scope cộng với lại cái stakeholder stakeholder register thôi hả à, thì giờ thì chúng ta chỉ cần ba ba cái đó là cũng là đủ rồi à, đây ạ à, scope này risk management plan này và stakeholder register đây. Đấy. Trong cái technique thì có thể có, chúng ta vẫn dùng các cái technique rất là typical như là expert assessment, data gathering, data analysis, interpersonal and team skill. Đấy. Thì tất nhiên rồi, đã là identify thì chúng ta dùng brainstorm và interview là nhiều. Nói interview không đúng mà meeting thì đúng hơn thì để để nhận diện ra các rủi ro thôi chứ còn nó không có cái tất nhiên là chúng ta không nên viết ra quá nhiều các rủi ro mà nó rất là gọi là very rare hoặc hay là còn gọi là very low probability tại vì nếu mà như vậy thì nó sẽ gây nhiễu cho dự án và nó 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 gây nên những cái hoảng loạn không cần thiết đối với lại team dự án à, cái, cái đầu ra của nó này nó chính là cái risk register hay còn gọi là một cái list các cái uh, risk rồi risk report, project document update như assumption issue log và lesson learn. Thì thực ra cái in, in đầu ra của nó vẫn là cái uh, project management plan với cái sub component chính là cái uh, risk management plan ở trong đó thì chúng ta đã indicate các cái risk rồi. Thế còn tất nhiên risk register này là một cái series của những cái risk mà chúng ta identify hàng tuần trong cái weekly report trong trong một cái bản excel thì nó bản chất nó là một cái update trong cái risk management plan ở trong cái giai đoạn đầu của dự án và nó được cập nhật trong các lần sau trong một cái bản Excel nó có một cái format thì cái này thì các bạn là cái điều đương nhiên giống như các bạn cập nhật issue log vậy đó. Ok thì bài hôm nay uh, xin tạm dừng lại tại đây chúng ta đã tìm hiểu thế nào là project risk management đây là bài trong phần 1 thì chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu về cái plan and identify risk thôi thì nếu thấy có, uh, video này uh, hữu ích thì các bạn có thể like share subscribe kênh để nhận được video tiếp theo các bạn có thể xem thêm các video khác nếu còn thời gian và xin vui lòng để lại các cái comment bình luận bên dưới để chúng ta có thể có những cái trao đổi góp ý về sau xin thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các bài tiếp theo xin chào hẹn gặp lại